Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng lùng nghìn Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em nha, 0334 830 843 hoặc là các bạn Zalo. Xem video thì bấm vô chế độ, chọn chế độ HD để xem cho nó rõ nét từng món hàng nha anh em. Muốn nhận cái thông tin về cái video mới nhất thì bấm vô cái chỗ đăng ký kênh đó. Rồi hôm nay em giới thiệu cái video 22. Đây, đầu tiên là cái đèn pin nữa. Đèn pin cho anh em đi cắm trại, đi chơi đó. Đây nó có cái tấm năng lượng mặt trời nè. Đây là đèn, ba cái đèn, ba bóng. Đây nó có cái dynamo để mình dùng tay mình quay nè. Đây là công tắc, bật công tắc lên. Đây mình dùng tay mình quay nó sẽ sáng. Rất là nhẹ luôn. Rồi tới rồi lôi gì nó cũng sáng đó. Dynamo. Mã 2201 giá 130.000. Tiếp theo là mình có một cái máy tính của Sharp Nhật Bản. Đây là những pin nè. Máy tính mà nó có bàn phím luôn nè. Mình không rõ cái công dụng của nó nữa, nhưng mà có công dụng là máy tính. Đây chọn chế độ. Ở đây có hình điện thoại nữa nè. Đây là chọn qua chế độ máy tính rồi nè. Cộng thử nha. 5 cộng 6 bằng 11. Ok. Đây tắt sáp nè. Đây nó có cái ngăn giống như cái ví vậy. Máy tính có mã là 2202 giá 150. Tiếp theo là một cái máy cạo râu. Đây máy cạo râu mini bỏ túi, rất là gọn luôn. Made in Japan, sản xuất nè. Nó dùng một viên pin này nha anh em, viên pin 2A. Đây là viên pin zin bên Nhật luôn nè. Vậy nó còn xài ok luôn nè. Đó, đã test rồi, ok, bén luôn. Cạo râu. Mình cạo xong rồi, râu nhiều rồi thì nó mình vệ sinh nó nè, mở ra. Có ba cái lưỡi dao nè. Mở ra vệ sinh nó. Cạo rất là ok luôn. An toàn nữa. Không có sợ đứt gì hết. Đây, bỏ túi đi du lịch cũng gọn nữa. Dao cạo râu. Máy cạo râu có mã 2203 200.000. Tiếp theo là một cái ổ khóa. Ổ khóa của hãng Python Bridge. Cái này như là mình nhớ không nhầm là nó của Mỹ á. Đây. Đây dây cáp nè. Rất là dày luôn. Đây cái đường kính chồng nè, khoảng 18. Cái dây này nó dài cỡ 60 nè. 60. Ổ khóa có mã là 2204 150.000.
Tiếp theo là mấy cái món cái khay lược trong nhà bếp ha anh em. Lược nói chung là không lược gì lược đây. Hai cái khay. Kích thước là 18. Cái nhỏ là 16. Với lại nguyên cái bộ mình làm bánh nè. 2 4 6 cái món cái khuôn làm bánh. Đây hình con chim nè. Này hình con gì cũng không biết. Đây hình quả táo nè. Đây cũng không rõ là hình gì. Đây giống con chim cú. Ok. Mấy món khay lược cái mã là 2205 250 nha. Tiếp theo mình có một cây lít dao. Đây cây lít dao của Nhật. Nó chưa sử dụng nha nè. Nó còn rất là mới luôn. Trắng tinh. Dài 30 cm. Cái lưỡi nó là dài 19. Cho nên em liếc dao á, giống như mấy cái người bán thịt ở ngoài chợ á, họ dùng cái cây này họ liếc nè. Cây liếc dao có mã 2206 200.000. Tiếp theo mình về được một cục đá mài. Đá mài dao hai mặt luôn của Nhật nè anh em. Đây kích thước nè. 15. Cái dài là 2,5 phân. Chiều ngang nó là 5 phân. Một mặt hô, một mặt tinh. Đây, cái mặt này mình đoán tầm 1.000, cỡ 1.200 trở xuống rồi nè. Rất là láng luôn. Cái này nó còn phẳng tiêu, phẳng nè. Chưa có xài gì hết. Nó chưa có xài. Cái này như xài ít nè. Mày còn rất là phẳng luôn. Còn bên đây độ khô thì như tầm 400 anh em. Bên đây rất là mịn luôn. Một bên mịn bên khô. Đá mài Nhật có mã là 2207 giá 400.000. Tiếp theo mình về một cái bàn ủi. Bàn ủi của Nhật nè. Đợi tí mình cắm điện cho thử nha. Này. Đã có điện. Ồ, mới cắm vô là nóng rồi nè. Đây là cái mức đây tắt tắt nè. Đây mức nhỏ nhất nè. Đây cái mặt của nó nè. Cái mặt ngủ rất là cái mặt như hình vuông à. 12 ngang 12. Nó dài 14. Của hãng hãng gì mình không đọc được. Cái logo nó khó đọc quá. Nó có công suất là 450W, 100V, xài điện 100V nha anh em. Đây. Hàng này thị trường của Nhật xài điện 100V. Đó là nóng rồi đó anh em, rất nóng luôn. Đây nó ghi là như là 1, 2, 3 nè. Tăng lên là nó nóng mạnh nè. Ngồi này rất là dễ ủi. Nóng, rất là nóng luôn. Đây là mức gần gần cao nè. À, cao nhất rồi nè anh em. Mức này cao nhất nè.
Ê, bạn ngủ ở Nhật có mã là 2208 giá 400 ngàn. Đây, dây điện nó còn nguyên luôn nha nè. Nó còn luôn cái cọng này nè, cái cọng quấn luôn dây điện nè. Tiếp theo là một cái cân treo của Nhật. Con này treo size to nha anh em, size nó tới 30 kg nè. Đây, nó từ 0 đến 5 kg, nó chia mức là nửa ký, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, lên tới 30 kg. Đây, một vạch của nó là nửa ký nha anh em. Dòng cân treo này rất là chính xác nha anh em, mình đã thử qua nhiều cái cân rồi. Cân treo này cái lò xo nó rất chính xác luôn, rất là bền luôn, lò xo rất là bền, mấy chục năm vẫn còn chính xác. Đây, kích thước nè, 21. Cân treo Nhật, cân treo 30 kg của Nhật có mã là 2209 giá 400 ngàn. Cuối cùng là cây mỏ hàn. Đây, cây mỏ hàn nha anh em. Cái này lúc nãy mình cắm điện thử nè, giờ nó vẫn còn nóng luôn. Nó nãy giờ khoảng 1 tiếng nữa. Vẫn còn nóng nè. Mũi này rất nóng. Đầy ấm. Mỏ hàn sớt. Sớt của Nhật. Xài điện 100V. Công suất là 300W nha anh em. 300W. Rất là to luôn. Mũi còn rất là đẹp. Đây, mũi đồng nè, nguyên cục đồng luôn. Thân cũng còn khá đẹp. Đây, kích thước nó nè, 38 cm gần 40 rồi. Cái này nó có cái công tắc đây, mình xài rất là tiện luôn. On off nè. Mỏ hàn Nhật có mã là 2210 giá 600 nha anh em. Ok, cái video em hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Cảm ơn em đã theo dõi.